của người con đất liền, lãnh đạo quê hương, những lời ca đã gửi đến cái tình thương, niềm hạnh phúc khi mà nói về hai quần đảo đất ruột của Việt Nam. Thì khi nói về hai quần đảo này thì mình nên tự hào, và mình rất tự hào vì Việt Nam với hai quần đảo và rất nhiều hòn đảo khác đã tạo nên cho Việt Nam một cảnh quan rất là đẹp và mang một tầm quan trọng về du lịch cũng như là kinh tế. Thì hiện nay với cái vấn đề mà đang nóng bỏng như thế thì em thấy được cái vai trò của các bạn trẻ hiện nay rất là cần thiết. Các bạn hãy cố gắng học tập, học hỏi và trao dồi những cái kinh nghiệm để từ đó mình có thể phát huy những cái kỹ năng, những cái kiến thức của mình để từ đó xây dựng thêm cho đất nước ngày càng phát triển và vẻ vang hơn. Thì qua công việc học tập của em cũng như tất cả các bạn ở đây, thì với một niềm đam mê du lịch thì em hứa rằng sẽ đem cái niềm đam mê đó để